con giáp sống đơn giản, chẳng bao giờ ham hố tiền bạc địa vị. Top 4 con giáp sống đơn giản sau đây chẳng bao giờ nghĩ tới việc gây thù chuốc oán với ai, họ chỉ mong cho mình có thể vui vẻ mỗi ngày. Vậy, ai sẽ là con giáp sống đơn giản? Hãy cùng Lời Người Tốt theo dõi ngay sau đây nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lời Người Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường không nuôi trong lòng những tham vọng quá lớn, cũng không hy vọng mình có thể đạt được những thành tựu gì quá to tát khiến người ngoài ngưỡng mộ. Cho dù cấp trên, đồng nghiệp thấy họ lúc nào cũng rất chăm chỉ, cố gắng, thế nhưng thực ra đích đến của họ chỉ là một cuộc sống giản dị, đủ ăn, đủ tiêu, tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái. Con giáp sống đơn giản này cảm thấy sự cố gắng hiện tại của mình chỉ cần mang lại lợi ích cho tập thể, không uổng công vô ích là được. Còn việc có được cấp trên công nhận hay không thì cũng không quá quan trọng. Chính vì quan điểm này nên thường ngày họ sẽ không cần phải chịu nhiều áp lực nặng nề đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian để giải trí. Tuổi Mão. Người tuổi Mão cũng không thích cuộc sống đầy rẫy những tranh đoạt, ganh đua. Con giáp này luôn hướng tới một cuộc sống vui vẻ, không phải lo lắng âu sầu là tốt nhất. Cho dù họ không có ai quan tâm nhắc nhở, sống một mình một nhà họ cũng cảm thấy rất vui vẻ và hưởng thụ. Nguyên nhân là bởi họ thích sự đơn giản, thậm chí là tối giản. Họ cảm thấy ở một mình có thể thoải mái làm tất cả mọi điều mình thích mà không lo ảnh hưởng đến ai cả. Trong công việc, họ chẳng bao giờ chủ động gây xích mích với ai, chẳng ganh ghét hay muốn vượt mặt ai. Thế nên, họ thường được nhiều đồng nghiệp yêu mến, cho dù không có được chức cao vọng trọng, cũng thấy rất vui vẻ. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thích mình đứng ở vị trí ngoài cuộc, quan sát sự vật, quan sát thế giới, chứ chẳng bao giờ muốn bước vào những cuộc phân tranh, đối chọi gay gắt. Họ cảm thấy sống ở trên đời không nên bắt bản thân phải mệt mỏi như vậy. Họ hy vọng mình có thể làm được một người bình thường nhưng có cuộc sống bình yên là được, chứ chẳng cần gì giữ một vị trí cấp cao hay làm ăn quá lớn để rồi ngày nào cũng phải cân nhắc việc nọ, lo lắng việc kia. Còn giáp này, sống đơn giản trong mỗi ngày của mình, chỉ cần làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ có quy luật, thỉnh thoảng ra ngoài đổi gió là tốt lắm rồi. Cho dù cuộc sống thế này, thoạt nghe có vẻ nhàm chán lặp đi lặp lại, thế nhưng có lẽ đây là điều không phải ai cũng có được. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất rất nhạy bén và tinh tế, họ coi thường những thứ vật chất tầm thường, thế nên họ cũng không ôm ấp tham vọng chinh phục thế giới hay gì cả. Tử vi 12 con giáp thấy rằng họ mong mình cần có một cuộc sống ổn thỏa, có gia đình và bạn bè ở cạnh, bên ngày ngày trò chuyện, chia sẻ mọi chuyện với nhau, thích gì làm nấy đã là hạnh phúc lắm rồi. So với cuộc sống của những người giàu có, ngày nào cũng phải dành tất cả quỹ thời gian quý báu của mình cho sự nghiệp, họ cảm thấy mình sống đơn giản thế này hẳn là hạnh phúc hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.